Xin chào quý cô bác anh chị, xin chào các bạn. Hôm nay thì Lâm sắp xếp được công việc cho nên đang tiến hành đi tìm một số cây thuốc giới thiệu đến bà con. Đây là một số khung cảnh mà Lâm đang đi tìm cây thuốc cho bà con mình đây. Hôm nay thì Lâm giới thiệu đến bà con và các bạn mình một cây thuốc có tác dụng trị đau nhức xương khớp và bồi bổ cơ thể. Đặc biệt loại cây này thì nó giúp cho bà con mình mạnh gân xương. Cho nên nếu như bà con mình bị các cái chứng về đau mỏi vai gáy hoặc là đau ở các khớp cũng như là nhức mỏi toàn thân thì loại cây này Lâm nghĩ bà con mình sẽ sử dụng rất là phù hợp. Trong đơn thuốc của loại cây này thì đôi khi bà con mình sẽ kết hợp với một số cái nguyên liệu khác. Vậy thì những cái nguyên liệu mà Lâm tìm kiếm phối hợp để gửi đến bà con mình nhất định phải là đơn giản, dễ tìm. Rồi. Bây giờ thì Lâm xin mời quý bác anh chị và các bạn cùng Lâm nhận diện nguyên liệu. Phần tiếp theo sẽ là các cái bài thuốc của cái nguyên liệu này. Một nguyên liệu rất là đặc biệt và đối với một số người thì nguyên liệu này rất là quen thuộc. Đây chính là nguyên liệu mà hôm nay Lâm muốn mang đến cho quý bác anh chị và các bạn mình. Đây nè bà con. Bà con có thể quan sát thật là kỹ cùng Lâm ha. Rồi cái này nó giống như một cái dạng dây vậy bà con. Đó, có móc ngược. Đây, những cái móc của nó đây bà con. Đó. Lá này thì do nó ở trong mát cho nên nó hơi nhỏ. Đây, Lâm có thể quay cái nơi mà nó đang sinh sống. Nó bị rợp mát đó bà con. Đó. Rồi cây này thì ngày xưa bộ đội chúng ta dùng để lập nhà đó bà con. Cây này có tên là cây trung quân. Vậy thì về danh pháp khoa học cũng như là những tên gọi khác về loại cây này thì Lâm sẽ để trên màn hình để cho bà con mình tiện theo dõi ha. Ở đây là những cái lá nó to hơn nè bà con. Đó. Lâm cố gắng quay chi tiết để cho bà con mình biết cây này là cây gì. Những cái lá như thế này thì hoặc là to hơn, thường là to hơn. Ngày xưa bộ đội chúng ta thì dùng để lợp nhà. Tại vì cái nguyên liệu này á, nó lợp nhà bền hơn cỏ tranh. Ngày xưa thì thường bà con mình lợp nhà bằng cỏ tranh hoặc là lá dừa. Nhưng mà lá dừa thì thường là lá dừa nước mặn. Cho nên một số bà con mình ở miền Đông Nam Bộ thì không có nguyên liệu lá dừa. Cho nên lợp nhà bằng cỏ tranh. Và cái lá trung quân này là một cái nguyên liệu rất là tốt. Bởi vì nó chống cháy tốt hơn cỏ tranh. Và nó bền hơn cỏ tranh. Hiện tại bây giờ nếu như bà con mình có ai mà đi về tham quan cái khu du lịch địa đạo Củ Chi. Và đặc biệt là Trung ương Cục miền Nam ở Tây Ninh. Thì bà con sẽ biết được cái lá trung quân này nó lợp nhà bền như thế nào. Hiện tại ở những khu di tích này, người ta vẫn còn lợp nhà bằng lá trung quân bà con. Đó là các vấn đề về lai lịch của lá trung quân. Còn Lâm thì Lâm muốn chia sẻ với bà con mình một số bài thuốc. Cái trung quân này có tác dụng là tán ứ, nó hoạt huyết. Rất phù hợp cho những người bị các chứng đau nhức xương khớp. Những người bị đau nhức xương khớp là do cái mạch máu của bà con nó bị ứ động. Từ đó thì nó chèn ép. Nó gây ứ trệ các cái dòng dinh dưỡng nuôi các khớp. Cho nên nó gây ra các cái chứng đau nhức xương khớp. Cây này khi bà con mình sử dụng vào cơ thể thì nó sẽ có tác dụng là tán cái huyết ứ đó đi. Và nó hoạt huyết rất là tốt. Cho nên loại cây này nó có tác dụng là giúp cho bà con mình trị tất cả các cái chứng đau nhức xương khớp cũng như là đau mỏi toàn thân. Ngoài ra thì tác dụng chính của loại cây này thì nó có tác dụng là mạnh xương, khỏe gân. Những người bị tai biến, liệt nửa người thì cũng có thể áp dụng cái nguyên liệu từ cây trung quân này để điều trị. Một lần nữa thì Lâm muốn mời quý bác anh chị quan sát lại hình ảnh thực tế của cây trung quân để cho bà con mình tránh nhầm lẫn trong cái khâu mà bà con tìm nguyên liệu. Cây trung quân thì thường bà con tìm nó sẽ có các cái móc ngược như thế này nè bà con. Đó. Quay rất là rõ, đúng không? Bà con nhìn rất rõ. Rồi. Hình thức lá của nó thì như thế này bà con. Đó, một cái chia rồi. Đây là những cái cây nó tốt hơn nha bà con. Này. Đó. Bộ phận sử dụng của cái này là chúng ta sử dụng toàn thân luôn bà con. Thân, lá, toàn bộ. Sau khi thu hoạch thì bà con nhớ rửa sạch và chúng ta phơi khô để chúng ta dùng dần. Bây giờ thì Lâm sẽ thu hoạch một ít và Lâm tìm những cái nơi mà nó tương đối thích hợp thì Lâm sẽ chia sẻ bài thuốc cho bà con mình ha.
Hiện tại thì Lâm đã tìm được một nơi tương đối yên tĩnh rồi. Bây giờ thì Lâm tiến hành chia sẻ bài thuốc cho bà con mình. Về đặc điểm cây trung quân thì Lâm xin nhấn mạnh với bà con là thường nó có những cái móc ngược như thế này nè bà con. Đó. Đây là một đặc điểm để cho bà con mình nhận diện ở ngoài tự nhiên. Rồi, về hình thức lá trung quân thì như thế này. Bộ phận sử dụng của cây này là chúng ta sử dụng toàn thân, lá và thân luôn. Bà con có thể thu hoạch bất cứ lúc nào trong năm. Về thì bà con nhớ rửa sạch. Và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sắc đoạn ngắn ngắn ra bà con. Nếu như mà cái thân cây nó to thì bà con dạt mỏng mỏng giúp Lâm ha. Rồi. Ở đây thì bà con có thể sắc thuốc để dùng, hoặc là bà con có thể là ngâm rượu. Chúng ta sẽ dùng cho nhiều trường hợp bà con. Ví dụ như bà con mình trị đau nhức xương khớp, rồi đau mỏi gân xương, hoặc là bà con mình bồi bổ cơ thể giúp mạnh gân khỏe xương, thì chúng ta sẽ có những cách dùng khác nhau. Nếu như bà con dùng một mình cây trung quân thì liều lượng cho mỗi một ngày sử dụng để bà con mình sắc thuốc để dùng đó là từ 8 đến 16 gram. Bà con sẽ cho vào ấm nấu thuốc, bà con đổ vào đó khoảng 5 bát nước, bà con sắc đặt lại còn 3 bát. Thì chúng ta tiến hành tắt bếp và bà con sử dụng cái phần nước này. Chúng ta chia ra 3 lần, chúng ta sử dụng. Đối với người nhức mỏi gân xương hoặc là đau nhức xương khớp thì đây là một cái bài thuốc mà chúng ta dùng riêng biệt cây trung quân. Một số vùng thì bà con gọi cái này là cây trương quân, thì cũng tùy theo thôi bà con. Trung quân hay là trương quân thì cũng là cây này. Bà con chỉ cần nhớ đặc điểm cây này, đó là nó sẽ có những cái móc ngược như thế này, và nó là cây dùng để lợp nhà. Người ta thường gọi là cây trung quân lợp nhà là cây này. Là khi chúng ta sử dụng cây trung quân này vào cơ thể theo dạng thuốc sắc thì nó có vị đắng chát nhưng mà tính bình. Thì nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người cao huyết áp hay là thấp huyết áp. Có nghĩa là những người bị hàn hay bị nhiệt cơ thể đều dùng được. Tiếp theo thì cây này nó có tác dụng là trợ khí. Có nghĩa là nó giúp được rất là nhiều cho phổi của bà con mình. Đồng thời nó chính là một cái dược liệu hành huyết. Hành huyết có nghĩa là nó giúp máu lưu thông tốt đó bà con. Tiếp theo là nó tiêu phong thấp. Đó, trị các bệnh đau nhức xương khớp thì rất là hay. Giải nhiệt và giải độc cho cơ thể. Rồi, tác dụng sau cùng của nó là mạnh gân xương, trục ứ và trừ đờm. Đây là những tác dụng chính khi bà con mình sử dụng cây trung quân. Trong cái toa thuốc mà bà con mình trị đau nhức xương khớp hoặc là đau mỏi toàn thân á, thì bà con mình có thể kết hợp thêm đó là rễ nhàu. Rễ nhàu là từ 8 đến 16 gram ở dạng khô. Rồi, kê huyết đằng. Kê huyết đằng là một cái nguyên liệu rất là nổi tiếng để trị bệnh xương khớp cho bà con mình. Nếu như được thì bà con kết hợp giúp Lâm là từ 8 đến 16 gram. Ba nguyên liệu của chúng ta gộp lại đều ở dạng khô. Từ 8 đến 16 gram bà con cũng tiến hành sắc với 5 bát nước. Khi nào nó cạn còn 3 bát thì bà con chia ra sử dụng. Nếu dùng như thế này thì nó sẽ tăng chất lượng của bài thuốc lên. Bà con mình sẽ nhanh có hiệu quả. Vậy thì đối với cây trung quân này bà con cũng có thể ngâm rượu một mình. Thường thì để ngâm rượu bồi bổ cơ thể giúp cho mạnh gân xương thì bà con sẽ kết hợp với một số cái nguyên liệu khác. Ví dụ như bà con sẽ kết hợp với kê huyết đằng, bà con kết hợp với rễ nhàu, bà con kết hợp với củ sâm bố chín. Đây là những cái nguyên liệu bình dân bà con. Bà con sẽ ngâm rượu gồm có 4 nguyên liệu. Vậy thì liều lượng nguyên liệu ở đây bà con sẽ ngâm giúp Lâm là mỗi loại nguyên liệu là 300g, 300g khô. Sau đó thì bà con sẽ tiến hành bà con ngâm với rượu. Rượu ở đây là bà con ngâm cho Lâm là từ 3 lít rưỡi cho đến 4 lít rượu gạo. Vậy thì bà con sẽ ngâm rượu gạo có độ từ 38 đến 40 độ trở lên. Loại rượu này bà con có thể ngâm khoảng từ 2 tháng trở lên là bà con sử dụng được rồi. Hàng ngày khi nào mà rảnh bà con có thể lắc lắc giúp Lâm cái hũ rượu để cho kích thích cái chất ở trong cây thuốc của chúng ta nó ra, nó hòa tan trong rượu. Như thế thì khi bà con dùng rượu nó sẽ tốt hơn. Rượu này ngâm càng lâu càng có giá trị. Mỗi một ngày bà con sử dụng giúp Lâm là khoảng 3 lần. Ha, mỗi một lần là một chung nhỏ. Chung nhỏ có dung tích khoảng từ 30ml là tối đa bà con, khoảng 20ml là tối thiểu. Rượu thuốc này thì bà con có thể dùng trước bữa ăn cũng được, sau bữa ăn cũng được, hoặc là trong bữa ăn cũng được. Đây chính là cái loại rượu mà nó sẽ giúp cho bà con mình mạnh gân xương, bồi bổ cơ thể rất là tốt.
Ngày xưa thì chúng ta dùng lá để lợp nhà, còn bây giờ thì chúng ta dùng cả cây luôn bà con. Tại cây này là một cái cây thuốc rất là quý. Trong cái toa thuốc mà nó giúp cho bà con mình trị đau nhức xương khớp á, bà con kết hợp cho Lâm là cây trung quân nè, cây cây quyết đằng và rễ nhau. Thì đây chính là cái toa thuốc hỗ trợ và cũng rất hiệu quả đối với những người bị bán thân bắt tội á bà con. Những người bị tai biến mà người ta bị yếu một bên người, thì đây cũng chính là bài thuốc giúp cho máu huyết lưu thông tốt, kích thích khả năng vận động của những người này lại. Rồi, đến đây thì Lâm nghĩ bà con mình đã có được tất cả những hình ảnh cũng như là tác dụng của cây trung quân rồi. Cho nên Lâm xin phép quý cô bác anh chị và các bạn, Lâm sẽ kết thúc video. Thì Lâm xin cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Lâm. Lâm rất mong được sự ủng hộ của quý cô bác anh chị và các bạn mình. Bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị mình trong những cái video tiếp theo nha.